Máu chung tình hả? Mày kép về đâu vậy? Đó đây. Bạch Thu Hà ơi, nơi quê chung nàng yên giấc mê, trông thấy thần giống đến hồi vừa đêm hiền sáng canh, ngỡ lắm quân từ Lạng Sơn về báo việc quân tình khẩn cấp. Trời cái này của Nam hả? Nên ta vừa nhận được chăm chỉ của hoàng cung, vàng đặt mãn châu ngoài biên dẫn mệt nước nhà đang hồi quý. Rồi đói thù diệt lũ ngoại bang, giữ gìn giáng sang nhập dòng, tạm biệt Bạch Thu Hà mà qua tóc phục lên kiều ca. Bạch Thu Hà nhận tưởng lương duyên đôi ta sẽ được bình yên sau bao phong ba sóng dung, nào có ngờ đâu giặc Mãn Châu lâm le dòm ngó sầm lắng biên cương gầy cánh điêu tàn. Lễ vào tim ta đành phải xa nàng, giờ trong tôi xin chạm một đi lời ta chẳng an hồn phải ai cũng nắng cô nhà ta chất dành xa hơn chắc là những đời già. Ngày trùng phùng trong tiếng nhạc khai hoàng, ta sẽ cùng nàng bên nhau trọn kiếp. Bình nó ra còn ăn bình ơi.
trời ơi khi trước quân bưng về bông